Sau đây xin mời bà con mình nghe bài Tấm Phong Xô, bài viết của tác giả Lâm Viên 20. Sáng Chủ nhật, tự dưng thấy nhớ nhớ hương vị cà phê và những bản nhạc vàng xa xưa. Tôi bèn ghé lại quán Yếu Nhân Vỉa Hè trong làng Thương Phế Binh. Chủ nhân là một chàng trâu điên, tiểu đoàn 2 thủy quân lục chiến. Giờ đã chống đôi nạng gỗ. Vô tình ngồi cạnh một thầy giáo dạy toán cấp 3. Chú ấy, thầy này trước năm 75 còn nhỏ lắm, quay sang hỏi chuyện. À, hồi xưa anh có đi lính không? Lính gì, học ở đâu? Trả lời xong, chú hỏi tiếp. Anh còn nhớ cái phong xô, tại sao hồi đó nhà bên ta không trang bị cho lính cái áo mưa cài nút gọn gàng, mà lại cấp phát miếng vải cao su to tướng? Chính giữa khoác một lỗ chữ O, rồi gắn vào đó cái túi xẻ hông, mặc vào trọng thùng thình, lót cái đầu tròn tròn, nhìn y chang con bạch tuộc. Sau khi tôi giải thích sơ sơ về lai lịch và tính đa năng của nó, ông thầy này gật gù đắc ý nói, tuyệt quá, sao chưa thấy ai viết gì để tuyên dương công trạng cho nó nhỉ? Từng là lính, anh viết kể đi, ít ra cũng được một người đang tò mò muốn đọc, đó là em. Tôi thấy ý kiến hay nên khe khẽ gật đầu. Thế là Tấm Phong Xô. Ngày bước chân vào quân trường khi được khoác lên mình bộ jersey, không còn ai lạ gì Tấm Phong Xô. Nó chỉ là miếng vải ép nhựa hình chữ nhật, vô tri, nhưng lại khá chung tình. Nó luôn gắn bó với anh lính tác chiến, bất kể ngày đêm, mưa nắng trong suốt cuộc đời. Đâu chỉ đơn thuần là cái áo để che mưa. Như mọi người thường nghĩ, nó còn rất nhiều công dụng. Khi mới vào đời, hạnh phúc nhất. Trong vườn tao ngộ, ngày chủ nhật, ngày thân nhân tới thăm, nó là chiếc chiếu hoa trải ra đón khách, đôi khi còn trở thành công cụ che chắn tầm nhìn, bảo vệ cho những kẻ yêu nhau được kín đáo, được tự do bộc lộ nỗi nhớ nhung sau những ngày dài xa cách. Khi học về hành quân giả trại, thêm hai cây cọc đứng, nó hóa thành mái liều nho nhỏ xinh xinh. Thú vị nhất là khi học nơi rừng núi, ban đêm với hai đoạn dây dù, nó trở thành chiếc võng để nằm thư thái ngắm trăng sao. Khổ sở nhất, lúc bị ăn hình phạt tượng đá trùm phong xô, đứng nghiêm giữa trời trưa nắng cháy, hoặc phong xô bách bộ, mặc áo mưa cày kính, chấm ngón tay vào đỉnh chiếc nón sắt úp giữa sân trường cắt nóng, còng lưng xuống cốt bộ vòng quanh. Thì má ơi, lúc đó nó chẳng khác gì cái áo giáp sắt đang nung, tuy không phải là tấm, mà sao nước từ khắp châu thân cứ nhỏ giọt tựa mưa rào. Ngày tập vượt xong, dùng tấm phong xô, bọc hết áo quần dày nón vô trong, nó trở thành chiếc phao hữu dụng. Ra hành quân, nó còn được sáng chế ra nhiều lợi ích khác nữa. Bọc nước từ dưới suối xa về cho đơn vị sử dụng. Đóng quân trên cao độ, bi đông lại khô nước. Chính nó là phương tiện góp nhặt mang về những giọt sương đêm quý hiếm. Thêm một hoặc hai cành cây đủ dài, chế biến nó để khi thì làm cán, lúc làm võng tải thương. Đêm khuya trời lạnh, mưa dầm, nó là chiếc mền lý tưởng giữ ấm, giấc ngủ tạm thời cho người chiến sĩ ngoài trận địa, bên hố cá nhân, trong giao thông hào, vân vân và vân vân. Có những người vừa đền xong nợ nước, vĩnh viễn ra đi tại chiến trường còn chưa im pháo giặc. Đường về hiểm trở, giặc chặn tứ bề, không còn phương tiện tản thương. Thôi đành chào, anh ở lại. Thế là đáng quý nhất, chính tấm phong xô ấy lại được dùng để gói trọn thân xác anh, người anh hùng vị quốc phong thân. Thay thế lá quốc kỳ phủ kín đời anh. Để rồi vội vã đưa anh về với lòng đất mẹ. Phong Xô hỏi, ngươi là gì của lính? Là bạn, là thù, là người yêu thầm lặng? Hay là hóa thân của lý tưởng tự do? Sao ngươi mãi bám theo người chiến sĩ quân lực Việt Nam Cộng Hòa, tới tận phút cuối cuộc đời và có lẽ còn sang cả kiếp sau? Xin đa tạ lời gợi ý khơi nguồn từ chú em chưa tới tuổi lính ngày xưa. Một ông thầy trong thời hiện tại. Sài Gòn, ngày 10 tháng 10, 2015. Tác giả Lâm Viên. Bài viết Phong Xô.
của tác giả Lâm Viên đến đây chấm dứt. Xin cảm ơn tác giả. Và sau đây xin mời bà con mình nghe bài thơ Tấm Phong Xô. Cảm tác từ Đoản Văn viết về Tấm Phong Xô của tác giả Lâm Viên. Tác giả có bài thơ là Chiêu Anh, Người Lính và Tấm Phong Xô. Phong Xô hỡi, mây là thù hai bạn, là người yêu thầm lặng thuở chiến chinh, là hóa thân cho lý tưởng nhà binh, là chiếc áo khoác đồng hành phút cuối. Trong quân ngũ, ta mi cùng lứa tuổi, cùng lên đường dông ruổi chiến trường xưa, cùng gian nan, cùng dãi nắng dầm mưa, cùng gắn bó suốt bốn mùa chiến trận. Mi hậu dụng thêm đa năng, đa dạng, không đơn thuần để che nắng đội mưa. Mi giúp ta làm chiếc võng nghỉ trưa, hay dựng cọc thành chiếc lều dạ trại. Vườn tao ngộ Quang Trung ta nhớ mãi, tiếp người thân mi là chiếc chiếu hoa, làm màn che tầm mắt của người ta. Mi được trải hoặc dân ra kín đáo, phạt giả chiến một cực hình độc đáo. Trùm phong xô làm tượng đứng trơ gan, trùm phong xô hết đất nắng chang chang, mồ hôi chảy như mưa tràn áo trận. Vượt sông sâu mi làm phao chuyển vận, gói quân trang cùng súng đạn vào trong. Đóng quân cao ta cần nước dưới sông, mi mang nước ngược dòng lên đơn vị. Lúc thấy khát nước vô cùng hiếm quý, chiếc bi đông khô cạn từ bao giờ. Trên núi cao không có suối, sông, hồ, mi giúp nhặt từng giọt sương rơi đọng. Sau trận đánh, mi trổ tài đa dụng, làm tổng khiên giúp đồng đội thương vong, hoặc chiếc mền chống chọi lạnh mùa đông, cho người lính ấm lòng trong trận chiến. Phong Xô là bạn đời dùng đưa tiễn, thay quốc kỳ phủ kín cuộc đời ta. Cuộn xác thân vừa tử trận đêm qua, vào lòng đất mẹ nghìn thu an nghỉ. Ôi tuyệt quá, tấm phong xô như ý, mi chung tình gắn bó lính miền xa, mi có ơn với người lính Cộng Hòa, mi xứng đáng được tuyên dương công trạng. Tác giả Chiêu Anh. Bài viết và bài thơ về tấm phong xô đến đây đã chấm dứt. Xin cảm ơn hai tác giả và cảm ơn bà con mình đã lắng nghe.